Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã lồng ghép kiến thức về phòng cháy chữa cháy vào giờ học chính khóa, sinh hoạt dưới cờ hay là thông qua các hoạt động ngoại khóa để nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản về phòng chống cháy nổ, kỹ năng cứu nạn cứu hộ thông qua những trải nghiệm thực tế. Đây là buổi ngoại khóa chúng em làm lính cứu hỏa vừa được tổ chức tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì. Tại buổi ngoại khóa, gần 2.000 học sinh và cán bộ nhà trường đã được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn và tham gia thực hành kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa cầm tay, dập đám cháy, thực hành sử dụng các phương tiện trên xe chữa cháy và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra ở nhà cao tầng. Các em đã được thực hành các cái kỹ năng này để nếu khi xảy ra cái sự cố liên quan đến cháy nổ thì các em cùng với các thầy cô giáo của nhà trường cũng đã có những cái kỹ năng để có thể thoát khỏi những cái tình thế nguy hiểm. Chúng tôi rất là mong muốn là hàng năm các thầy cô giáo và các em của nhà trường sẽ được trải nghiệm nâng cao hơn nữa các cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức trong công tác phòng cháy chữa cháy. Với mục đích lan tỏa phong trào, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về thanh thiếu nhi trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, hoạt động này đã trang bị kỹ năng mềm để các em thích nghi xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức đoàn các cấp thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, các lớp hướng dẫn cho các em về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Và bên cạnh đó thì cũng kịp thời biểu dương, nhân rộng các cái mô hình hay, các cách làm sáng tạo của thanh thiếu nhi toàn tỉnh liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các vụ cháy nổ thời gian qua có nhiều nạn nhân là thanh thiếu nhi. Nguyên nhân một phần là do các em thiếu kỹ năng liên quan đến phát hiện, tự thoát nạn khi có đám cháy xảy ra. Vì vậy, việc trang bị kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống các tai nạn thương tích, đuối nước trong trẻ em là việc cần thiết, cần được phổ biến và áp dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục.